tên gì? Nghĩa. Dạ con lên. Cho tao hai bộ lon lại đi con. Bây giờ chú xuống dưới cái cảng, chú biết cảng không? Chú quẹo ra cho công ty Khánh Hoàng. Chú biết công ty Khánh Hoàng không? Nó nằm ở cái chú vô cái cổng cảng. Vô cổng cảng xong chạy thẳng lợi đẳng luôn. Là tới đó là nó có cái công ty đó. Đi Kim Long á. Về đâu anh đi Kim Long á. Rồi chú cho cái chạy vô cảng đúng rồi. Chú chạy vô cảng rồi chú chạy thẳng luôn. Không quẹo gì hết á. Mấy giờ? Sư huynh. Mấy giờ? Giờ xiết đâu chứ giờ. Tại vì nó còn bụng bức nữa. Sáng mốt bây giờ không có ra. Nó bậy không đi nha. Sáng mốt làm tao không lấy nó nha. Rồi mấy cái này mình